Con có làm chung với người chủ mà người chủ rất khó tính và quạ quọ, cái gì cũng khó khăn. Xin Thầy Quang Hỷ chỉ giúp con cách vượt qua để không phiền não thì khỏi gặp chủ nữa. Cách giải quyết tốt nhất và gọn gàng nhất. Thật sự ra đó, trong kinh Phật có dạy đó, quý vị có rảnh là nên đi tìm cái bài kinh đó đọc. Bài kinh này có cái tên là Kinh Thiện Sanh. 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bấm Google Kinh Thiện Sanh. Thì trong Kinh Thiện Sanh nó có dạy á, 5 cái đức mà người chủ phải đối với người làm, và ngược lại 5 cái đức người làm phải đối với chủ. Ngoài ra còn nhiều nữa, thầy đối với trò, trò đối với thầy, cha đối với con đối với cha, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, nhiều thứ trong đó lắm. Nhưng mà ở đây á, nếu như mình gặp một người chủ khó khăn, nhưng mà mình cũng đôi lúc mình cũng quán lại, hàng ngày mình là những người làm ở trong đó, mình phải hiểu được cái tính người chủ để mình giảm đi cái tính quạo quọ của họ. Đó cũng là một phần độ. Cái thứ hai là mình quán lại mình, để mình xem coi mình là người làm nhưng mình có làm gì để cho người chủ này thường bất đồng với mình không. Rồi lâu khi mình cũng phải an ủi mình câu là thôi kệ, vô đây 8 tiếng kiếm tiền chứ không phải 8 tiếng kiếm chuyện. Một nắm muối vào chung nước nó sẽ mặn, nhưng nếu một nắm muối này thả vào dòng sông thì nắm muối này không nghĩa gì. Một cái chuyện nhỏ nó đến với tâm người lượng nhỏ thì nó trở thành cái chuyện to. Còn nếu như mà việc gì nó đến với tâm người rộng thì cái việc nó cũng bình thường. Người ta khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Người ta khó khăn thì mình bỏ khó lấy khăn. Có nhiều khi trong cuộc sống còn 2 con mắt khóc người 1 con. Có nghĩa là cuộc sống á, nhiều khi mình tránh vỏ dừa gặp cái vỏ dưa, chạy ông mồ mắt ông mã. Ông Vân Tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái hồ cổng mẹ chạy ra. Vân Tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Đâu Dân Tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Thành thứ ra cuộc sống của mình á, nhiều khi á, nếu mà đã nói là cuộc sống của con người thì chúng ta không có cái này cũng sẽ có cái khác. Cái cõi đời này được Đức Phật gọi là cõi ta bà. Ta bà là gì? Là mấy bà của ta. Đừng có hiểu nghĩa đó chết em à. Chữ ta bà là tiếng Phạn. Nghĩa của chữ ta bà là kham nhẫn. Mình sống ở đời là phải kham nhẫn. Nhiều khi ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Thường người ta nói vậy mà. Thấy không? Con vua thì được làm vua, con sảy ở chùa phải quét lá đa. Em nhận lời qua đây. với danh nghĩa là nói chuyện. Nhưng sáng em cũng biết thân, 4 giờ rưỡi em cũng dậy, rồi em ra ngồi đây em ngã nghiêng ngã ngửa với thầy Tụng. Tại hồi sáng thầy Tụng Lăng Nghiêm, thầy Tụng nhanh quá em Tụng không kịp, em lăn nghiêng. Không có cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta làm mà nó dễ dàng hết. Và thậm chí quý vị đại chúng mình phải để cái câu này trong lòng: lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ đối tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự nghịch làm chỗ làm đà tấn thủ. Vì gì? Nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Thì ở đời làm việc đừng cầu mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng kiêu căng thường nổi dậy. Cho nên nhờ có những cái đó để mình thúc liễm mình lại. Cho nên đó, bây giờ quý vị kiểm cho kỹ, từ cuộc sống giữa cha mẹ mình với mình. Hồi đó mình sống với ba, với mẹ, mình rất là phiền não, tại vì ba mẹ khó khăn với mình, mong cho có chồng cho rồi. Tới hồi có chồng rồi gặp một cục nữa. Nhiều khi mình muốn có chồng quá mà không dò xét kỹ. Pháp Hòa gặp những trường hợp đó. Rồi giờ nói tại đó con ở với ba con khó quá, con mong có chồng cho rồi, cho nên có người đó hỏi con chịu liền. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để rồi đại chúng thấy rồi cái mình gặp khó khăn ở trong gia đình giữa mình với chồng. Xong rồi mình đi làm giữa mình với chủ, rồi mình có con, có thể giữa mình với con, giữa mình với chị em, giữa mình với người làm. Nói chung là cuộc sống này, nếu muốn nói là chúng ta gặp khó khăn với người này người kia, gặp đủ, thậm chí chán quá, buồn quá, thôi vô chùa công quả, rốt cuộc gặp tiếp. Thoát không? Có bộ phải bộ chùa là Tịnh Độ Tây Phương nè, không có. Và cuối cùng thôi giờ có một câu thơ bỏ túi xài trên: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng gì đó, thằng khùng thằng điên. Cái câu đó là chỉ để muốn nhắc nhở mình thôi. Trong cuộc sống này, mình quan trọng là mình, quan trọng là mình, cái cách mình tiếp nhận nó. Thôi thì bây giờ mình nghĩ vậy nè: bà chủ bà khó khăn quạo với mình, âu bà cũng có nhiều vấn đề trong gia đình. Bà gia đình bà mà yên thấm chắc không phải vậy đâu. Nhiều khi con người mà người ta khó với mình, người ta cũng có hoàn cảnh người ta. Trong kinh Phật dạy á, cái người mà lời nói không dễ thương mà hành động không là mà dễ thương thì mình là người có trí, đừng có quan tâm lời nói, phải quan tâm hành động để mình thương được người đó. Nếu người nói không dễ thương mà hành động dễ thương thì đừng có để ý hành động, để ý lời nói. Ngược lại, nếu người mà lời nói dễ thương, hành động không dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy để tâm lời nói. Nếu người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn một chút dễ thương thì hãy thương cái chút dễ thương đó. Có nhiều khi có nhiều người Việt Nam mình thường nói là gì đó, khẩu xà tâm Phật, khẩu Phật tâm xà gì đó. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Có nhiều khi á, cái người lời nói hành động họ không dễ thương mà trong tâm họ dễ thương. Rồi bây giờ nếu như trường hợp cái người đó mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương, người đó mình còn phải thương dữ dội nữa. Tại vì người như vậy là người rất đau khổ. Tại vì chính bản thân họ tuôn ra là quạo lời nói khó nghe, trong lòng họ đâu có cái gì mà dễ thương đâu. Họ là cái người chứa cái đó, họ là người khổ hơn. Hôm qua giờ mình nói đó, Cho nên khi mình tốt với người ta là cái người thứ hai nhận cái tốt đó. Nhưng mà người đầu tiên nhận cái tốt đó là chính mình, vì trong tâm mình khởi cái niềm vui đó. Còn cái người mà dễ thương, hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư cũng dễ thương, mà mình không thương được người đó thì mình quá dại. Đó là trong Kinh Phật nói. Kinh đó gọi là Kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Quý vị Google có bài kinh đó, Kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Và trong kinh đó dạy rất kỹ và đem những cái ví dụ để cho mình hiểu. Cho nên một cái người mà họ sống lúc nào họ cũng tuôn ra những cái lời nói, những hành động đau khổ thì mình biết chính họ là người khổ đau dữ lắm. Giống như mình mời khách tới nhà, muốn mời khách ăn mà dọn ra đụng vô món nào cũng đồ hết hạn hết, thì trong tâm mình cũng vậy. Cho nên những người đó mình phải thương. Đó là gì biết không? Được như vậy đó, nhà Phật gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Chữ đại không có nghĩa là lớn không. Chữ đại có ba nghĩa. Thứ nhất là lớn, thứ hai là nhiều, thứ ba là vượt trội. Cái mà mình, cái tâm mình vượt trội những cái bình thường mới gọi là đại. Ví dụ như cái người đó to xác cũng kêu đại, đó mới xác to. Nhưng mà cái người rất nhỏ con nhưng mà tâm trí rộng lớn, người đó đại. Tại vì người đó thù thắng hơn tất cả. Cho nên chữ trưởng giả là nhà giàu. Nhà giàu không có nghĩa là giàu của mà kêu trưởng giả nha. Người muốn thành trưởng giả phải hội đủ ba điều kiện. Một là giàu, hai là tuổi phải cao, ba là đức độ phải lớn. Lòng rộng lượng phải có. Giàu mà khinh thường người khác thì cái đó chưa gọi trưởng giả. Cho nên ở đây thôi, bây giờ mình là Phật tử. Phật tử là gì? À, nghĩa thông thường là con Phật. Nhưng mà nghĩa sâu sắc theo kinh điển là ông Phật sẽ thành. Bởi vì chữ tử là hạt giống, là chủng tử. Phật tử nghĩa là người có chủng tử thành Phật. Mỗi ngày mình thắp cây hương cho Phật, nhìn cây hương quán chiếu, con nguyện để lòng con thanh thản như khói hương, và không để lòng con nặng nề như tro bụi. Cây hương nó nói hay ý nghĩa. Nặng như tro rớt, nhẹ như khói bay. Vậy thì thắp cây hương là cho mình tu tập. Phật thơm đâu chưa biết, nhưng mà nhờ mình sống như vậy cho nên mình có hương liền. Cho nên cây hương mà thắp Phật là hương của giới, hương của hạnh. Không hương nào bay ngược được gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thôi tạm vậy đi ha. Con rất thích nghe Phật Pháp online. Hàng ngày con nghe từ 2 tới 5 tiếng. Con nghe mọi lúc mọi nơi, lúc rửa chén nấu cơm ủi đồ, lúc đánh răng vân vân. Nhưng sao con không thích đến chùa gặp mấy người Việt nói chuyện tùm lum? Con không thích đọc kinh vì con không hiểu và kinh đọc mau quá. Con thờ Phật ở nhà và nghe Pháp một mình. Con hình như có vấn đề gì đó phải không? Hỏi xong rồi. Cái vấn đề của mình là cái vấn đề mà không biết mình làm gì. Thưa, thật sự ra đó, mình nghe Pháp thì cũng tốt, nhưng mà mình nghe dồn dập á, đôi khi nó cũng không hay. Cũng giống như ăn, mà ăn dồn dập nó phát ách, nó bội thực. Mà thậm chí là bưng con thầy vô luôn chỗ đánh răng mà vừa đánh răng. Có ông bác Phật tử viết trở ngoài cái thơ: thầy có biết không, tối nào con cũng ôm thầy ngủ. tại vì cái ai phá đó may là bác đó nha. Thật sự ra đó, mình nghe pháp đó, mà đến khi nào mình sống được đơn giản như vậy, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức, nghĩa là cái lời Phật dạy, cái lời pháp đó hay là cái tuệ giác sống theo lời Phật đó lúc nào cũng có với mình, dù ngủ hay thức. Còn cái vấn đề mình nghe pháp tốt không sao, nhưng mà mình phải điều độ cái thời giờ của mình. Cái kế nữa đó, mình phải hiểu nghe pháp và đi chùa là hai việc nó cần làm. Vì sao? Tại sao mình phải tới chùa? Vì chữ chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Chùa là cái nơi gần gũi với cái thiện, trợ duyên cho mình xa cái xấu. Nhưng mà trước khi mà mình thành tựu được cái đó, mình phải nhờ người ta đục đẽo gọt bào. Một khúc gỗ không gọt, không dũa, không đục, không ấy thì không ra tượng Phật. Để ngoài sân mãi mãi là khúc gỗ. Nhưng nếu người ta đi ngang, người ta đục một cái, người ta đi ngang, người ta đẽo, đẽo riết ra ông Phật, bắt đầu quỳ xuống lại. Nhưng mà trước đó nó không là ông Phật thì chỉ là khúc gỗ. Thậm chí người ta leo lên đó ta ngồi nữa. Nhưng mà hễ cái khúc gỗ đó được đẽo thành tượng Phật thì nhất định mọi người phải chắp tay cung kính. Mình đi chùa là một khúc gỗ còn nguyên. Sau thời gian đi chùa, nhờ nhiều người đục quá, đẽo quá, mài dũa quá, làm Phật. Có đi chùa mới biết chùa vui. Cái câu ta nói đó, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đó là Pháp Hòa nói cái hạnh, cái pháp hạnh mình đi chùa để tu cho mình nha. Còn nói trên phương diện hộ trì, chùa thờ đủ ba bảo: Phật bảo, kinh điển là pháp bảo, nuôi dưỡng cộng đồng tu học là tăng bảo. Mình là một phần của tăng, mình đến để hộ trì cho tam bảo được hưng thịnh. Ai cũng nghĩ giống mình, rồi không ai thèm đi chùa hết. Cuối cùng thành chùa Bà Đanh. Phải không? Cho nên ở Việt Nam mình nó có cái chùa kêu là chùa Phật cô đơn. Trời đất ơi, Phật gì mà cô đơn? Chỉ có mình cô đơn, chứ Phật làm sao mà cô đơn được? Phải không? Cho nên thưa đại chúng á, quý vị đi chùa trên cái hình tướng là mình hộ trì để duy trì tam bảo, đạo tràng. Còn sâu một chút nữa là trợ giúp cho mình trên phương diện tu học. Nhưng mà rồi tất cả mọi người cũng lắng nghe những cái feedback, tức là những cái mà người ta có cái lời bình phẩm. Là có đôi khi trong chùa người mình hay nói lung tung để làm cho người khác nản lòng. Thì bây giờ mỗi thành viên Phật tử mình phát tâm, chuyện gì cần nói mình nói, chuyện thị phi thế sự mình giảm. Còn nếu như chuyện đó nó xảy ra, mình là người nghe thì phải học như là Tổ Huyền Giác nói. Phải không? Tổ Huyền Giác nói á, tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghiệp, mặc kệ cho người dèm pha phỉ bán. Tùng tha bán, nhậm tha phi. Thì tôi nhìn như là người cầm cái đuốc đốt trời. Đốt không cháy trời, một lát tro tàn nó rơi xuống, nó phỏng cái da tay. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Bì là da. Cho nên mình có cái món bì á. Bì là da. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Tôi nghe như là uống nước cam lộ, ngã văng khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Uống nghe bao nhiêu tiêu mòn vô trong thâm tâm tôi, không thể nào suy nghĩ được. Tại vì tôi nghe nhưng mà tôi bình thản lắm. Tôi biết tất cả các cái pháp. Pháp nào cũng là pháp để tu. Cho nên vị Phật tử này không có vấn đề gì đâu. Chỉ có cái vấn đề là chưa dung thông được giữa cái hành và cái tu, giữa cái học và cái tu. Nghe pháp là gì biết không? Nghe pháp là pháp học, đi chùa là pháp hành, vô trong này cho người ta đục đẽo mình nhận được là pháp hành. Vì mình nghe suốt ngày 5 tiếng đồng hồ, đánh răng cũng nghe, đánh răng cũng nghe, ủi đồ cũng nghe, thì đó là pháp học chứ gì nữa. Đi chùa là pháp hành. Phật tử phải hai pháp. Quý vị ngồi nghe suốt 2 giờ đồng hồ là mới pháp học à? Lát nữa mới biết là pháp hành tới đâu. Ra tới cửa, trời ơi đôi dép tôi mất rồi, bắt đầu lăn xăng đi kiếm chị có nhìn. Rồi cuối cùng kiếm không được đôi dép, nó nói trời ơi trời, chùa gì kỳ quá. Để hở thì rinh, để kỹ thì rình. Nếu mà mình đi chùa mà mình lỡ lạc có đôi dép, mình làm như là ông Gandhi bên Ấn Độ vậy. Ông bước lên chiếc xe lửa, lỡ chân, tuột một chiếc dép rơi lại, cửa xe lửa đóng, ông đâu có chạy lại kịp. Ông lột chiếc dép dưới chân, ông quăng trở lại cái chỗ đó. Ta nói ông này chắc khùng. Ông nói không, tôi giữ một chiếc dép tôi đâu có xài được đâu, người kia lượm được chiếc dép kia cũng có xài được đâu, tôi giục lại luôn cho ta lượm 2 chiếc người ta xài. Chừng đó mình biết pháp hành mình tới đâu. Trời ơi trời, tôi mới mua cái áo tràng mai giải tốt gì đó mà giờ mất tiêu rồi, trời ai cũng biết lựa ghê ha. Bộ con mình biết lựa hả? Thì mình biết đồ tốt, cái người kia cũng biết đồ tốt mà thôi, không sao, lấy áo tràng về mặt tụng kinh mình cũng có phước. Người ta đi chùa xong rồi ta nói chị cơm ngon quá, chị cho em hộp nữa không, ăn dữ vậy. Ta mới xin hộp cơm nữa. Ô, mình cho người ta thêm hộp cơm, người ta ăn 11 giờ hết hộp cơm, người ta thấy cơm ngon, người ta xin hộp đó về, chiều nay người ta thêm bữa chay nữa, mình có phước không? Mình hạ tiện hộp cơm, người ta nói không có cơm tôi đi ăn phở. Thì mình không có giúp cho người ta, cho nên ta xin thêm hộp nữa, phải trợ duyên cho người ta. Cho nên mình mà cái tâm của mình rộng được một chút đó, thêm được người ngồi. Rồi quý vị cứ nghĩ ví dụ vậy đó. Giống như bây giờ cái chùa này nè, thật sự bây giờ mình nếu 100 người nữa vô ngồi vẫn được, phải không? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mình pháp học là đã đầy, bây giờ cần pháp hành. Cần pháp hành là những lúc đó mình sẽ biết rằng mình hành tới đâu. Mình tự mình hành mình, rồi mình hành người khác. Trời, sao linh quá. Mới nói hành, tự đây nó lọt ra chữ hành. Thưa Thầy Quang Hỷ, trả lời câu hỏi hạnh Quán Thế Âm và hạnh Phổ Hiền khác nhau sao? Tất cả chư Phật Bồ Tát phải có hạnh. Hạnh là gì? Tiếng Anh dịch là action. Hạnh là cái behave, ai cũng phải có. Nhưng mà Đức Quan Âm, đặc thù của Đức Quan Âm là hạnh từ bi. Đặc thù của Đức Phổ Hiền là hạnh lăn xả, đưa tay vô làm. Nhưng mà hai Bồ Tát không thể tách. Không thể nói Quan Âm riêng, Phổ Hiền riêng. Mỗi vị có một đặc trưng, nhưng mà một việc làm mà làm phải có những cái hạnh đó. Ví dụ Phổ Hiền là luôn luôn cứu giúp, mà thiếu lòng từ bi thì sao cứu? Cho nên phải có Quan Âm trong hành động của mình. Thì Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là việc làm. Hai hạnh rồi phải không? Nhưng mà nếu mà Phổ Hiền có Quan Âm mà không có địa tạng thì cái nguyện làm không tròn. Ta mới làm được có mấy cái bà đó bà nói này nói kia, cái bà đó khó chịu quá thôi tôi nghĩ. Nhưng mà nếu mà địa tạng mà làm tới nơi tới chốn là địa tạng giữ cái nguyện đó. Tôi đã hứa tôi làm rồi, người đó có đối với tôi làm sao thì tôi vẫn cố gắng tôi làm. Cho nên phải có hạnh nguyện của địa tạng. Nhưng mà nếu mà địa tạng có mặt, Quan Âm có mặt mà không có Phổ Hiền có mặt mà thiếu Văn Thù, Văn Thù là trí tuệ, thì làm sao biết cách nào để làm? Có trí mới biết cách. Cho nên từ bi phải biết cách. Biết cách nào để mình sử dụng từ bi. Thương con mình quá, muốn cho nó ăn, thương con là từ bi. Đút cho con ăn là Phổ Hiền. Nó ăn thiệt là lâu mà ngày nào cũng phải ráng làm là địa tạng. Nhưng mà giờ không biết cách làm sao cho nó ăn, vận dụng trí tuệ vô chút nữa. Con có một muỗng à, con có ăn hết muỗng này đi. Con ăn muỗng này cho mẹ. Lát ăn xong con ăn muỗng này cho ba. Con ăn muỗng này cho ông nội. Con ăn muỗng này cho bà nội. Hết nhà đem ra hết. Hết chén cơm. Đó là văn thù. Văn thù là trí tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh nguyện. Địa tạng là cái nguyện. Từ bi là Quan Âm. Bà làm mà vui vẻ là Di Lặc. Cho nên 5 ông Bồ Tát đó phải có trong mỗi việc làm của mình. Từ bi, trí tuệ, lời nguyện, việc làm hoan hỷ. Còn nếu mà nói thêm một người nữa là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là hùng lực dũng cảm. Cho nên các vị này một mà tất cả là một, không thể thiếu. Giống như chùa thờ Quan Âm Địa Tạng, sao không Quan Âm Thế Chí và lại Quan Âm Địa Tạng? Đây là cách thờ của người Á Đông, Việt Nam và Trung Quốc. Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là sự kiên trì. Lòng từ bi mà không kiên trì bằng cách là cầm cây tích trượng. Cây tích trượng là tượng trưng cho cái tâm phải vững. Tại vì chưa chắc muốn làm tốt mà dễ làm. Ở đời nhiều khi mình làm tốt với người ta chưa chắc người ta cho mình làm. Người ta cũng làm đủ cách để mình phải thối tâm. Hoặc là thậm chí người ta không biết cảm nhận những cái tốt của mình. Nhưng mà nguyện đã phát, chí phải bền, thì việc làm mình mới thành tựu. Quý vị đã nghĩ cạo đầu đi tu dễ à? Không có dễ. Không phải đơn giản. Cho nên người nào mà tu được đến nơi đến chốn là cả một quá trình rèn luyện từ thân tâm, ngoại cảnh, tiếp xúc. Tác dụng hay phước đức của việc đi chùa. Cái này đó có dịp nào Pháp Hòa sẽ nói cái đề kiện này. Vì có một bài kinh Phật dạy mình cái pháp của Phật tử đi chùa. Hôm nào Hòa sẽ nói chuyện này. Tại vì mình nói cái nó thành ra một cái buổi nữa. Con xin hỏi con là người còn trẻ, con cũng ít đến chùa, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi con đến chùa thì con rất xúc động. Con hay khóc, nước mắt con cứ chảy mà không biết vì lý do gì. Không biết đêm nay vì sao cái buồn. Không có sao hết. Khi mà mình một cái gì mà mình lâu ngày mình gặp lại, có thể mình khóc. Nhưng mà cái khóc đó không phải là những giọt nước mắt của đau khổ, mà những giọt nước mắt của hạnh phúc, của mãn nguyện, của tội lòng. Hồi đó Pháp Hòa có một chú đệ tử lớn nhất khi chú đi tu, là cả chúng hội bữa đó khóc hết. tại Chúa đi xuất gia ngay ngày lễ Vu Lan. Thì chính Pháp Hòa cũng khóc, mà mọi người cũng khóc. Thì Pháp Hòa nói với chú là hôm nay thầy khóc, và tất cả quý Phật tử ngồi đây khóc. Những giọt nước mắt không phải khóc ta khóc cho em, ta khóc tiếc thương, mà ta khóc hạnh phúc, mừng cho một con người đã thoát ly được một cái cõi đời để đi vào một cuộc sống mới. Cho nên có những giọt nước mắt hạnh phúc. Có những Phật tử á, ham đi tu, và khi cái ngày mình được đi tu á, quỳ trước bàn Phật, thầy đến thầy nhá kéo xuống tóc cho mình, khóc. Thầy truyền giới cho mình, truyền cái y cho mình, khóc. Cái đó nhà Phật gọi là đắc giới. Chữ đắc giới nghĩa là mình thọ giới mà bằng tất cả tấm lòng, cảm xúc của mình. Thầy hỏi cho mình, đây là giới thứ nhất, giới tử có tiếp nhận được giới này không? Đó là truyền. Bây giờ thọ nè, dạ giữ được. Cái giây phút mình trả lời dạ giữ được là mình tiếp giới, nhận giới. Người thầy truyền, mình thọ. Và mỗi một cái giới mình thọ, mình cảm xúc, mình khóc, cái đó gọi là đắc giới. Cho nên cái người giới tử đi thọ giới đó, nếu quý vị sau này là người đi xuất gia đó, trong một cái giới đàn truyền giới nó phải hội đủ 3 điều kiện. Một là giới đàn phải trang nghiêm, hai là giới sư phải thanh tịnh, ba là giới tử phải chí thành. Người giới tử phải chí thành mới có thể đắc giới. Còn nếu người giới tử đi đăng ký thọ giới, tại vì nguyên nhóm bạn tôi thọ Bồ Tát hết rồi, bây giờ tôi không thọ, tôi ngồi sao? Tôi phải đi thọ để tôi ngồi ngang. Thọ cái đó không có đắc giới. Vì tâm chí thành của mình cầu giới không có. Chẳng qua là vì mình muốn thấy bạn bè mình thọ theo thôi, để mới được gọi là thọ Bồ Tát giới rồi. Để mà những cái chỗ nào mà tụng giới có mặt rồi đắp y nâu rồi vô ngồi, để có mặt với đại chúng mà ngồi trên hết tất cả mấy cư sĩ kia. Thọ giới như vậy, có thọ nhưng mà không đắc. Cho nên khi đi chùa đứng trước Phật hay là tụng thời kinh mà mình khóc, không có nghĩa là mình tỉnh. Không. Tại vì trong này có hỏi con có vấn đề gì hả? Dạ cái đó cần phải rà mới biết. Còn cái việc đơn giản thôi, khóc. Đời Pháp Hòa là Hòa khóc khi Pháp Hòa tụng kinh nhiều lần lắm rồi. Có nhiều lúc nửa đêm đọc đến cái bài kinh đó mà Pháp Hòa ngộ và khóc khan vậy. Vì mình cảm động và mình thấm nhập được lời kinh, và mình cái đầu mình nó nổ ra được những cái ý nghĩa trong cái đoạn kinh đó, mình mừng mình khóc. Có nhiều khi ban ngày buổi trưa yên tĩnh, Pháp Hòa ngồi và đọc một cái trang kinh, và tự nhiên trong đầu mình nó sáng lên những cái ý kinh đó đó. Pháp Hòa không thể đọc được nữa, lúc đó gấp quyển kinh lại và mình vui, mình đi ra đi vô trong phòng, mình lên bàn Phật mà cái tâm hoan hỷ của mình nó trùm khắp. Thành thử ra đại chúng mà thí dụ mình tụng kinh mà mình khóc là mình cảm xúc. Thí dụ có những đoạn kinh quý vị nghe quý vị khóc chết. Ví dụ như một ví dụ đơn giản là mình tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, tụng tới cái chỗ mà con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương, trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Con ốm đau tức thì lo chạy, giàu tốn hao đến mấy cũng đành. Nếu mình đã từng trải qua những giây phút đó, cuộc đời mình đã từng trải qua những đoạn kinh đó, đọc tới đâu mình thấy hình ảnh mẹ mình tới đó, đọc tới đâu mình thấy hình ảnh cha mẹ mình tới đó, ngồi khóc. Đâu phải khóc, mình khóc là vì mình cảm xúc với lời kinh. Ví dụ như cái bài sám mà ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót Ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà. Có nhiều khi đọc cái bài đó mấy chục năm mà ông khóc, tự nhiên có một ngày nọ lại khóc. Cho nên đừng có lo, không? Có những giọt nước mắt mình khóc cho tình yêu, cho sự nghiệp, thì có những giọt nước mắt mình khóc cho tâm, cho cái đạo, cho cái tâm, cho cái tâm linh của mình. Không có sao hết. Không có, mình không có bị gì đâu. Nhưng mà đừng nghe vậy rồi cái khóc hoài. Mai mốt là mình thành Phật, thành Bồ Tát, mình trở thành một Bồ Tát thường hay khóc. Tại sao chúng con phải lại tổ trước khi lại Phật? Cái này nó thường hay ở trong các chùa Việt Nam. Trước khi ra bàn Phật tụng kinh là phải vô sao xá tổ, phải không? Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trong một gia đình mình có ba, mình có ông nội, mình là con ở xa. Ông nội thì ở trong nhà chung với ba má là ông nội trong phòng. Mình trước khi vô thăm ông nội, mình thăm ai trước? Thăm ba mình trước. Mình nói ví dụ vậy để cho mình dễ nhớ. Thì xá tổ cũng vậy. Phật là như ông nội, tổ như cha. Bởi vì tổ là gần mình nhất, tổ là người giảng dạy cho mình biết Phật là gì. Cho nên mình biết Phật thì nhờ tổ. Cho nên mình phải bày tỏ sự chào hỏi tổ trước khi mình gặp, vô mình gặp Phật. Hay là mình chào ba trước khi vô thăm ông nội. Cũng giống như một cái người bác đi bệnh viện, đi tới văn phòng bác sĩ. Trước khi vô gặp bác sĩ phải gặp cô thư ký, rồi cô thư ký cổ mới cho vô gặp bác sĩ, cổ lấy hồ sơ, vân vân. Thì cái chuyện mà mình xá tổ đó, xá tổ đó, ý muốn nói là mình về cái thứ tự lễ nghi thì mình cảm ơn, tỏ lòng tôn kính đối với những người gần mình trước, rồi mình mới đến những người xa. Xa đây không phải là không bà con quen thuộc, nhưng mà những bậc trưởng thượng thì mình lễ sau vì mình phải xin phép các vị này. Còn đối với tại sao mà trước khi chúng ta xây lên xá tổ thì chúng ta đã đối diện với nhau, chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau rồi chúng ta mới lên, hướng lên tổ xá tổ. Rồi ra bàn Phật xá nhau rồi mới hướng lên xá Phật. Vậy thì tại nếu mà nói là, nếu nói cho đúng là mình xá mình rồi mới tới xá tổ. Tại vì mình xá nhau vậy nè, rồi mình xây lên bằng tổ mình xá tổ. Trên cái chữ thì mình kêu là đi xá tổ, cho thật ra là mình xá nhau trước rồi mình mới xá tổ. Vậy thì tại sao mình xá nhau trước? Dù Phật hay là tổ, nhưng mà không có tổ và Phật nào gần mình nhất như mình với mình nha. Cho nên mình hãy kính trọng nhau trước đi. Trước khi mình kính trọng một vị tổ bằng hình, một Đức Phật bằng tượng. Cho nên hai người đứng ngang nhau đây là tổ của nhau nè, Phật với nhau nè, Phật này hàng ngày nè, đối diện với nhau, làm việc với nhau, sinh sống với nhau. Cho nên xá Phật của nhau trước và mới hướng lên xá tổ. Cái câu hỏi này Pháp Hòa trả lời mấy lần ở những cái chỗ khác. Phim Đức Phật có cảnh Thái tử Tất Đạt Đa thả cái bình bát trên sông suối coi có nổi và trôi ngược hay không thì bị chìm. Khi chìm xuống đáy suối thì nơi đó đã có nhiễm. Cái chìm rồi, ý nghĩa đó là gì? Và sao thưa Thầy? Thật thưa đại chúng, cái này là một cái lịch sử kể lại khi mà Đức Phật còn là một vị Thái tử trên đường tu. Thì khi mà Ngài phát nguyện, Ngài mới muốn biết rằng trong đời này Ngài có thành tựu được những gì hay không. Thì Ngài mới thả cái bình bát xuống sông. Thì cái bình bát nó trôi ngược trở lại. Thì đại ý cái chuyện đó có thiệt hay không mình không biết. Nhưng mà ở đây chị muốn nói một điều rằng những cái hiện tượng chỉ là những cái ấn chứng, hay nói lên cái ý chí, cái hình tướng đó, để nói lên cái ý chí của mình thôi. Ý chí của mình là đi ngược dòng, thay vì mình thuận dòng đời, là lớn lên phải có gia đình, có con rồi vân vân. Nhưng mà nếu mình đã chìm xong mình nổi, cái điều đó cũng giống như là mình đã từng sống trong trần tục rồi, hôm nay mình đã tỉnh ra, mình phát nguyện vượt ra ngoài cái đó để mình tiếp tục, mình phát tâm mình sống, cái điều đó tốt. Cho nên cái hình ảnh trong lịch sử đều là những cái hình ảnh để nói lên cái ý chí của mình, cái kiên định của mình. Cũng giống như là trong sử kể Đức Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp về trễ. Thì khi đó Ngài Ca Diếp về trễ thì đã nhập quan Đức Phật rồi, Đức Phật người ta đã mang để mua quan tài rồi. Vậy mà Ngài Ca Diếp khóc nức nở, thì Đức Phật lại thò chân ra. Rồi Ngài Ca Diếp hôn chân Phật rồi, thì Đức Phật rút chân vô. Cái đó cũng là một chuyện kể để muốn nói lên cái gì? Thứ nhất, nói lên cái sự tự tại của một Đức Phật. Hay muốn nói lên cái ý nghĩa thứ hai là khi mà tâm thành mình chiêu cảm. Nhưng bây giờ muốn chiêu cảm thì phải nói lên một cái ý nghĩa nào đó để nói vấn đề chiêu cảm, chứ đính thinh đâu có chiêu cảm được, đâu có nói lên được cái ý đó. Cho nên đó là Đức Phật đưa chân ra đó, họ không có đưa chân đưa cẳng gì hết. Nhưng mà cái đó là biểu tượng để nói lên cái tấm lòng chiêu cảm của mình đối với thầy của mình. Vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nay quý vị đến chùa và quý vị rất là tha thiết thành tâm, hết lòng thỉnh một Đức Phật. Do cái tâm chí thành của mình, cho nên rồi đủ duyên cái mình nhận được cái hình Phật. Thì cái đó là một sự chiêu cảm, là vì cái tâm chí thành của mình nó biểu lộ qua một cái gì đó mà mình bất khả tư nghị, ngôn ngữ bình thường nói không có được. Cho nên ai mà ở trong Phật Pháp mới nghiệm mà mới có thể cảm nhận được cái điều này. Chứ còn người bình thường chưa có gì hết, mình nói họ không cảm nhận được. Có những Phật tử người ta buồn khổ, người ta ước mong người ta nghe bài giảng nào để mà đúng với cái tâm trạng đau khổ người ta, thì tình cờ ta mở lên cái bài giảng đó đúng ngay cái tâm trạng đau khổ của người ta, thì từ đó người ta vững chãi lên, người ta tu tập. Cho nên cái gì đó mình không nói hết được. Con có dịp con về Việt Nam và đến viếng một ngôi chùa cổ và nghèo đang được tu bổ. Nơi đây chùa thờ nhiều xá lợi các vị thánh tăng. Con nhã ý kính thỉnh xá lợi về thờ. Vị sư trụ trì hoan hỷ cho con thỉnh 5 tháp xá lợi. Sau khi trở lại nước Mỹ, con đến chùa tại Columbus để xin chuyển xá lợi về chùa để thờ. Nhưng vị sư trụ trì không nhận và bảo xá lợi Phật đâu mà nhiều vậy. Hiện tại con vẫn thờ tại nhà. Như vậy con có được phép thờ tại nhà? Và nếu không được phép thì con phải làm sao? Kính thầy cho con ý kiến. Trước hết, đối với những Phật tử nào mà chưa biết xá lợi đó, thì Thánh Hòa xin giải thích đơn giản là xá lợi được dịch từ chữ xá lợi là tiếng Phạn, được người Trung Hoa dịch cái nghĩa của chữ xá lợi là linh cốt. Linh cốt nghĩa là cái cốt, cái tro tàn cái cốt đó nó có những cái điểm đặc biệt, cho nên chúng ta gọi là linh cốt. Mà không phải ai cũng có xá lợi, chỉ có Phật và hay là các bậc chân tu. Vì vậy cho nên xá lợi Phật rất hiếm, không ai dư cả chén đâu mà đi cho người 2-3 viên chơi. Nhưng mà nếu như mình thành tâm mình nhận đó như xá lợi về thờ thì cũng có sao đâu, không sao hết. Đã thờ thì phải phụng, phải phượng, cho nên kêu thờ phượng. Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Bây giờ mình mang xá lợi về rồi, mình kính trọng nó như xá lợi rồi thì quý vị cứ thờ như xá lợi. Bây giờ chùa không nhận, mình đem đi đâu thì mình phải thờ thôi. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói là cái đó nếu mà thật sự là xá lợi thì đó cái duyên phước của mình. Còn Phật tử mà mình có được cái chánh kiến tuệ giác thì mình phải biết rằng không ai có xá lợi đâu mà rất nhiều, để mà đem đi cho mình một cách đơn giản như vậy. Nhiều khi người có một viên xá lợi, xin lỗi, người ta đem bạc triệu tới mình cũng không được. Tại vì trong đời mình giữ được một viên xá lợi Phật, phải nói đó là cái phước đặc biệt nhiều đời của mình. Quý vị tưởng Đức Phật cách mình 1000, 2000 mấy trăm năm nay, và chúng ta mà Phật tại Ấn Độ, rồi Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt tại Ấn Độ suốt 500 năm bởi Hồi giáo. Đạo Hồi diệt Phật giáo từ thế kỷ thứ 12, trải dài đến cái thế kỷ thứ 18, đạo Phật mới phục hưng một chút. Vậy thì xá lợi không phải dễ có. Thì thôi bây giờ nếu mình đã có thì quý vị cứ thờ. Cũng giống như những Phật tử có những câu hỏi là hồi chưa quy y, chưa biết Phật Pháp, thờ ông thần tài, thờ ông thổ địa. Bây giờ con biết Phật Pháp rồi, con có nên thờ nữa hay không? Không lẽ quý thầy nó thôi dẹp. Thì nếu như trường hợp mình đã thờ rồi, bây giờ quy y Tam Bảo rồi, cũng cứ giữ đó mà thờ. Còn nếu ai chưa thờ thì khỏi, chứ không thể nào biểu người ta đang thờ dễ dẹp, thấy không? Cho nên cái cách đó không phải cách của mình. Nếu quý vị đã thờ thì thôi, có thờ là có kính, có tôn trọng, có kính, còn đỡ hơn mình phỉ báng. Nghĩ vậy đơn giản. Còn nếu mình đã là Phật tử quy rồi mà chưa nhà, chưa có thờ thần tài thổ địa thì khỏi thờ. Vì mà cái người mà thờ thần tài mà giàu đó thì cái ông làm tượng thần tài phải giàu nhất. Ổng còn phải đi làm từng tượng ổng bán mà, thì làm sao người thờ mà giàu được. Cho nên mình thờ thần tài thổ địa chẳng qua là mình thờ cái ý. Mình có tiền của mà mình biết sử dụng tiền của một cách đúng đắn, một cách khôn khéo, là mình là thần tài của mình. Nhà mình là làm chủ một căn nhà, mình giữ gìn cái hạnh phúc cho ngôi nhà mình được ổn yên, mình là thổ địa. Thổ địa là mình, vì mình đang làm chủ cái ngôi nhà, cái mảnh đất mình đang ở. Còn nói đúng nữa là mình, ai cũng có một mảnh đất tâm, ráng mà giữ đất tâm đó là thổ địa. Và ai cũng có tài năng của chính mình, gia tiền bạc của mình. Thế gian ta trọng 7 thứ: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người Phật tử có 7 thứ tài sản ngang hàng với cái đó, là niềm tin, là tinh tấn, là biết lắng nghe, tính, tấn, niệm, văn, khinh an, hỷ, xã. Thế gian người ta có 7 thứ tài sản đó, người Phật tử có 7 thứ tài sản này. 7 thứ kia càng xài càng hết, 7 thứ này càng dụng càng xài càng tăng trưởng. Càng tinh tấn thì càng giàu có sự tu tập, càng giàu có sự nghe thì càng có của. Cho nên Phật Pháp đặc biệt là càng xài thì càng nhiều chứ không có mòn. Tiền của càng xài càng hết. Xin Thầy vui lòng giảng cho con hiểu rõ làm thế nào tha thứ cho người dễ dàng, mà phải tha thứ thật sự, gặp mặt người mình xem như không có chuyện gì xảy ra. Và hạnh nhẫn nhục, phải nhẫn nhục như thế nào để tâm mình được yên vui tự tại. Hôm qua về mình nói cái này nhiều lắm. Khi mình độ người ta nghĩa là mình độ mình rồi. Mình tha thứ cho người ta là được tha thứ chứ thật sự ngay cái giây phút mình khởi tâm tha thứ là mình đã tha thứ cái người đó ra khỏi lòng mình hết khổ buồn vì cái người đó rồi. Còn nếu mà mình nói theo Phật Pháp đó, với cái nhìn của Đại Thừa Bồ Tát đó, người làm khổ mình chính là người thành tựu sự nghiệp tu hành cho mình lớn nhất. Vì không có họ không có mình. Ví dụ nha, ngày nay mình đi chùa là tại vì mình đã từng bị người kia làm khổ, cho nên mình mới lang thang tìm vô chùa. Và kể từ khi mình biết chùa, tâm mình vui trở lại. Cho nên có bài hát là gì đó, khi con tim vui trở lại. Thì bây giờ ngược lại mình phải cảm ơn cái người đó. Nếu không có người đó làm khổ mình, chắc gì mình lang thang vô chùa. Cho nên nếu mà đứng với cái nhìn tương tức, không có cái này thì không có cái kia, không có cái này. Thí dụ như Pháp Hòa không đến thì quý vị cũng không có tập hợp. Mà bây giờ mình có tập hợp, Pháp Hòa có đến mà mình không có cái chùa Bảo Lâm đứng ra tổ chức thì cũng không có. Thấy không? Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Nó là sự tương tức mà. Nó là sự tương tức mà. Thành ra không có cái này thì sẽ không có cái. Mà mình, cái người không có buồn thì không bao giờ có sen. Nhưng mà khi nhìn sen đẹp, đừng quên sen từ buồn. Cho nên người ta thường nói đó, khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Người có tiền mà có tâm sử dụng thì tiền không có hề sai quấy. Bản chất tiền nó đâu có tội lỗi. Mà mình thiếu cái tâm mình sử dụng tiền thì tiền nó thành ra lỗi. Cho nên khổ đau cũng chưa chắc là khổ, tại mình không nhận nó như là thì mình khổ thôi. Chứ bản chất không có gì khổ cả. Ví dụ như bình hoa này, bản chất nó không hề có khổ. Nhưng mà cái người ngồi trước mặt này không thấy được thầy nói chuyện cho nên khổ quá trời. Vì cái bình hoa này nó cản trở tôi, chứ còn bản chất nó có khổ gì đâu, phải không? Rồi cái người mà mình đi ngang mình gặp, rồi mình để ý mình xin số phone, người đó không hề có ý gì với mình hết, tự mình dính người đó. Rồi mình đi theo người ta mình xin số phone, rồi mình làm quen, mà người ta làm quen với mình cái tự nhiên mình khổ một chiều. Người đó có hề vung vẩy cái chất khổ gì cho mình đâu, nhưng mà tự mình gắn mình vô người đó, rồi mình xin được làm cái gì với người đó mà người đó từ chối mình, cái mình bị hai cái chữ từ chối, cái mình khổ. Cho nên cuộc đời này á, chữ khổ là tại vì mình không chấp nhận nó mới khổ. Ví dụ như người ta ăn canh khổ qua, cái người mà ăn được canh khổ qua thì khổ qua ngon quá. Còn người không ăn được canh khổ qua thì khổ qua đắng quá. Người ăn được ớt, ớt ngon quá, ớt thơm quá, ớt cay quá. Người không ăn được thì cay quá, khổ quá. Như vậy ớt nó không hề có cái tính chất khổ trong nó. Mà hãy ai thích nó thì vui, ai không thích nó thì khổ. Bây giờ nói cho cùng, cái khổ là tại sao? Tại mình không bằng lòng với cái người đó thôi, mình khổ. Mà nó chấp nhận được người đó là mình khổ. Chứ còn người ta có nói gì đâu, người ta có bình thường. Cho nên mình phải tập nhìn mọi người, mọi việc nó như vậy. Hồi nãy Pháp Hòa có nói đùa đó, cái gọi là cái gì, buồn nào rồi cũng sẽ qua đó, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào đó. Thì bây giờ mình cũng quán một cái nữa nè, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Nếu mà nói cái khổ trên vũ trụ này, người ta khổ còn gấp ngàn lần mình nữa kìa. Và cái vũ trụ này nó đầy bụi cát, mình chỉ là một hạt cát trong cái vũ trụ này. Mình buồn, nhưng mà so lại mình vẫn còn ở nước Mỹ, mình vẫn có xe ly, mình vẫn có ăn, mình vẫn đủ thứ những vật chất khác. Có những người người ta buồn khổ cả thân và là cả tâm. Nhà đã nghèo rồi, gặp chồng cờ bạc gây nợ, gặp con hút sách xì ke. Buổi sáng mở cửa ra 2-3 cái nợ nó tới nó đòi một lúc, mà mình không hề gây nợ. Thiên hạ gây không? chồng con mình gây mình phải trả. Vì so cái khổ của mình với cái khổ của cái cô đó, ai khổ hơn ai, phải không? Thành thử ra nó có cái bài hát đó, người giàu cũng khóc. Đâu phải chỉ có người nghèo mới khóc. Chưa chắc giàu mà người ta hạnh phúc, mà chưa chắc nghèo đã là không hạnh phúc. Quý vị qua Ấn Độ, quý vị thấy người nghèo, quý vị chắc lưỡi, thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà thật sự họ là những người hạnh phúc nhất trên đời này. Tại vì họ không có sợ, không có gì để sợ mất. Họ không có gì để phải tốn tiền bảo hiểm. Còn mình vì có quá nhiều cho nên mình cũng tốn tiền quá nhiều cho những cái bảo hiểm. Đi là phải khóa cửa, set alarm, rồi phải connect với cảnh sát, hàng tháng phải trả tiền. Mua xe mới, bảo hiểm hai chiều, đủ thứ hết. Nhiều cái gì, nhiều cái đó thì cái kia nó cũng sanh. Cái này sanh thì cái kia sanh. Còn họ sướng lắm, không có gì để khổ hết. Miếng cơm, một chút đậu nấu với cái nước cà ri, vét ăn hạnh phúc vô cùng. Thậm chí mỗi người một cái gáo nước lọc vậy nè, xúc cái miệng rồi cũng gáo đó uống, rồi xong đưa tay qua cho người khác. Người khác cầm gáo đó xúc uống tiếp, mà ngày tới tối gáo đó không có rửa vậy đó, mà khỏe mạnh vô cùng. Còn mình bây giờ là gì à, phu con đam. Nắm linh chi ngàn năm, ôi cha, kem này kem nọ đủ thứ chét lên mà nhăn nó vẫn nhăn, nám nó vẫn nám. Họ hạnh phúc vô cùng, họ không có gì để sợ mất. Tại chẳng có gì để mà sợ mất, chẳng có gì để phải gọi là bảo hiểm. Cho nên mình nói dụ bây giờ cái người đó mình không có tha thứ được. Thôi là thường hay nói, nếu mình không thương được người đó thì mình cứ coi người đó bình thường, chứ đừng có ghét. Tại vì ghét là một cái khổ cho mình. Nếu mình không thích người đó, cứ coi người đó bình thường, gặp bình thường không có gì, đỡ hơn là mình phải ghét. Cho nên một á, là mình bình thường, thấy không? Hai là phải phi thường. Phi thường á, là người ta chọc mình, người ta làm đủ cách mà mình vẫn không gì hết, đó là phi thường. Còn bình thường là coi người đó bình thường, còn đừng làm người bất thường. Người bất thường là gặp họ cái bắt đầu mình đổi sắc. Gặp họ là mình đổi sắc, là mình bất thường. Người ta chào mình cái mình chào lại, ta không chào cái mình thấy mình đi luôn, thì mình cũng bất thường. Có nhiều khi mình nói những câu nghe rất hay, chị biết không, nó gặp tôi nó không chào, bữa tôi ghét tôi đâu chào. Ôi, mình tưởng là mình hay lắm. Xin lỗi là đại chúng á, cái đó không phải bình thường mà là tầm thường. Tại vì người ta nói vậy, mình nói vậy là tầm thường. Còn mình giữ tâm mình bình thản là bình thường. Người ta xấu với mình mà mình vẫn không, mình chứ nhiều khi mình còn phải đối tốt hơn nữa đó, cái đó là phi thường. Còn mà mới vừa gặp người ta chưa nói gì hết là mình sắc diện mình đổi là bất thường. Và mình cứ như vậy hoài cho nên mình thường thường. Nhớ hết giờ báo nha. Hợp đồng tới chiều nay thôi đó. Xin thầy cho con biết Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới xong rồi học giữ giới, hay học giữ giới xong rồi thọ Bồ Tát giới? Mo hả? Chuyện làm ăn là hơi lỗ. Bây giờ là không phải tiểu bang Ohio mà oh my god. Oh my Buddha. Cái câu hỏi là một Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới rồi mới học giới, hay là học giới rồi mới giữ giới? Cả hai đều cần. Phật tử tại gia có ba cái tầng lớp để thọ giới. Một Bước đầu là ngũ giới, là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bước thứ hai là 10 giới, ba nghiệp thân miệng ý. Từ ba nghiệp thân miệng ý chia ra 10: thân 3, miệng 4, ý 3. Bước thứ ba là thọ Bồ Tát giới, gồm có 6 giới trọng, 28 giới nhẹ. Thường trước khi Phật tử thọ giới, quý vị cần nên học giới trước, học cái giới Bồ Tát đó để mình lượng sức mình có giữ được không, và mình hiểu rõ tường tận cái giới đó rồi trước khi mình phát tâm. Và khi phát tâm thọ giới rồi, thấy không, trước khi mà thọ giới xong rồi thì học giới tiếp tục để làm cho cái giới mình giữ đó nó càng ngày nó càng trong sáng hơn. Cho nên học giới rồi thọ giới rồi nghiên cứu học sâu hơn nữa. Cũng giống như trước khi vô đại học phải nắm được cái chương trình của đại học, mình theo cái ngành đó là tổng cộng bao nhiêu năm, và trong suốt bao nhiêu năm đó mình thứ lớp tuần tự mình học những môn gì để đi đến cái ngày mình thành tựu cái bộ môn mình muốn. Nếu mình cảm thấy mình ok, đăng ký vô học, và kể từ đó mình thứ lớp học theo. Chứ không có ai không biết gì hết mà nhảy vô một cái ngành nghề mà mình không phải biết cái đó, mình thích cái đó mà phải đi nghiên cứu về cái ngành đó. Cho nên đặc biệt với Bồ Tát đừng có nghĩ rằng thọ giới rồi mới được học. Đặc biệt với Bồ Tát là phải học giới rồi mới thọ. Cho nên những cái chỗ mà ta truyền Bồ Tát giới mà ta truyền kỹ đó, là mình phải tới đó, mình ở trước bao nhiêu ngày, mình học giới nó sơ sơ, sau đó rồi mình bắt đầu phát tâm thọ. Còn ai đó mà bị lùa vô thọ đang đi xớ rớ ngoài sân vậy á, trong này trống người quá, đẩy mình vô thọ đi con, thọ tốt á, thọ Bồ Tát giới tốt á, con có phước lắm, con mới được gặp cái giới đàn này á. Vậy hả bác, vô làm Bồ Tát hả bác? Trời ơi, tới hồi vô đó rồi ngồi đứng hình, tại vì nghe những cái giới hoàn toàn mình không làm được gì hết, cho mình không biết gì hết, là cho ai đẩy mình vô. Là có nhiều khi ở trong này thầy truyền thì giới sư thì 10 mà giới tử có 1 mà. Thấy nó lỏng lẻo quá, ra ngoài coi có ai kéo vô. Cái đó kêu tu hú đó. Cách đây vài năm con có đi chiêm bái Phật Ngọc ở Chicago, con có nhìn thấy Đức Phật mỉm cười trong vài giây. Đâu có, Phật cười luôn mà tại cái tượng này. Rồi sau vài giây đó Phật làm gì? Sau đó về nhà con có phát nguyện ăn chay 10 ngày. Khi con bệnh nhiều con quên ngày con có nguyện. Ở bàn thờ Phật nhà con là con nhớ ngày nào ăn ngày nấy. Thế này nguyện hơi khôn. Từ trường mà xuống bò là cũng hay lắm. Thôi không sao hết. Mình tu thì mình phải tùy hoàn cảnh, tùy cái bệnh duyên mà mình tu. Không ai bắt buộc mình phải tu kiểu nào cả. Bây giờ quý vị do bệnh, quý vị ăn chay kỳ trở lại cũng không sao. Thậm chí không ăn chay ngày nào cũng chẳng tội lỗi gì cả. Tại vì tu hành không phải ở cái chỗ ăn. Tu hành ở cái chỗ là mình rèn luyện được cái tâm mình. Còn ăn chỉ là một miếng ăn đưa vào trong cái bụng. Cho nên ăn chưa phải là tu. Người ăn chay trường đừng có nghĩ mình là hơn mấy người ăn chay kỳ. Hoặc là thậm chí ăn chay kỳ cũng đừng nghĩ mình tu hơn mấy người không ăn chay. Ăn chỉ là chuyện ăn thôi. Mà ăn chay mà tâm tu nữa thì cái đó nó mới kết hợp. Ngay cả tụng kinh. Tụng kinh ở nhà, hôm nào bệnh hoạn không tụng được, lần chuỗi niệm Phật cũng không sao. Đừng nghĩ rằng ngày nào mình cũng phải thời kinh Pháp Hoa. Bữa nay không có thời kinh đó chắc Phật buồn, Phật quở. Phật không có quở. Phật không có quẩn đi buồn mấy chuyện. Quý vị hiểu chữ quẩn không? Dân miền Tây kêu quẩn. Quẩn là rảnh. Phật bận đi mần. Đi mần overtime mà nuôi chúng sanh còn không đủ. Rảnh đầu coi đứa nào ăn chay ngày nào, ghi sổ phù hộ. Mình mà Phật tử mà hiểu Phật kiểu đó là tội cho Phật. Đừng nên hiểu Phật kiểu đó. Thậm chí quý vị hứa in kinh, ấn tống, cúng chùa, làm phước mà không có tiền làm, rồi cũng đừng nghĩ là chắc hứa mà không làm giờ Phật quở tùm lum. Nếu mà Phật như vậy thì không phải là Phật. Thánh thần kiểu đó không phải thánh thần. Thánh thần gì mà người ta tuân thủ thì thưởng, mà người ta không làm thì phạt. Đó không phải thánh thần. Ví dụ như cha mẹ mà cứ đi phiền trách con cái hoài sao? Cha mẹ là luôn luôn nhỏ tình thương xuống cho con. Con có thể quên cha mẹ, nhưng cha mẹ nào có quên con. Đó là chuyện xưa nay là vậy. Quý vị thấy ông Nguyễn Bính ông làm thơ: mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Kiểu của mình. Thôi ráng hai câu nữa hả? Ngài Long Thọ Bồ Tát xuống thiên cung, đem kinh Lăng Nghiêm về nhân gian. Đó là việc hư cấu hay sự thật? Dạ thưa em không biết. Bị ổng đi không có nói đâu mà em biết. Nhiều khi mấy anh chị đi holiday còn không nói cho em nghe mà. Ngài Long Thọ ngàn mấy trăm năm trước mà ổng đi mà ổng nói cho mình nghe sao mình biết. Bây giờ trước hết là nói về Long Thọ là ai. Thật sự ra đó tên của Ngài không phải là Long Thọ. Nhưng mà bởi vì Ngài là một cái người mà người ta có thể nói rằng Ngài là Đức Phật Thích Ca thứ hai. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người truyền Pháp. Và sau này Ngài Long Thọ là người đệ tử của Đức. Trong cái Ngài Long Thọ sanh Phật sau lâu nhiều năm. Nhưng mà đặc biệt là trong cái dòng thiền 33 vị tổ đó, thì Ngài Long Thọ được xếp hạng thứ 14. Tức là tổ thứ 14 trong 33 vị tổ truyền thừa sau Phật. Và người ta còn nói rằng cái sự hiểu biết và truyền pháp của Ngài Long Thọ đó giống như Đức Phật Thích Ca thứ hai vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca là người thứ nhất chuyển pháp luân, và Ngài Long Thọ là người thứ nhì chuyển pháp. Nói như vậy là đại chúng sẽ hiểu được cái tuệ giác, cái sự truyền bá Phật Pháp của Ngài Long Thọ được kính trọng đến mức nào. Mình nên hiểu được Ngài. Trong Phật học á, Ngài Long Thọ và 5 vị khác được đưa lên như là những bậc Bồ Tát. Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Thánh Thiên, Trần Na và Pháp Xứng, 6 vị. Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, 6 vị đó mà người ta như là 6 cái bậc truyền pháp đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Còn cái chuyện mà Ngài có đi xuống Long Cung hay không, thí dụ thôi. Ví dụ như những chuyện đó người ta nói ra cũng để làm gì? Để cho chúng ta biết trân trọng nó. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa mang cái chuông tới tặng cho chùa ở đây. Pháp Hòa sẽ nói rằng: bạch thầy, con xin tặng cho chùa cái chuông này. Và thưa thầy, cái chuông này á, được một bà cụ mang đi vượt biên 30 năm trước. Và sau này bà cụ 100 tuổi già để lại, và con cháu đã giữ cái chuông này và hôm nay đem cúng chùa. Thật sự chuông này không có gì đặc biệt, nhưng mà nó quý ở cái chỗ nào? được một bà cụ đi vượt biên mà cầm cái chuông đi theo. Nói như vậy để làm gì? Không phải để nói lên cái tính chất phù phiếm của nó, mà để nói lên, để cho chúng ta biết trân trọng nó là cái gì, để chúng ta biết giữ quý. Thì bây giờ kinh điển cũng vậy, các tổ nói kinh này được đưa từ đâu về, được ai truyền bá, như là kinh Lăng Nghiêm quý vị biết đó. Ngày xưa theo sử kể đó, kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh quốc cấm, không ai được mang ra khỏi nước Ấn Độ. Vậy mà có một vị tổ rất là mong mang cuốn kinh này sang Trung Quốc để dịch ra tiếng Trung Quốc để truyền bá. Cuối cùng á, ông phải tìm được một loại giấy, viết trên cái loại giấy thật là mỏng mỏng, rồi cuốn thật nhỏ lại, rồi ông mổ cái bắp chân của ông. Ông để cái quyển kinh trong bắp chân rồi may lại. Sau đó đi theo những con đường biển, những người đi buôn từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi mới mổ cái bắp chân ra, lấy quyển kinh đó ra rồi bắt đầu dịch lại. Cái quyển kinh Lăng Nghiêm đó, ngày nay buổi sáng mình tụng Lăng Nghiêm mà năm cái đệ Lăng Nghiêm á, Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Hữu Tâm Bồ Đà Tát Đắc Tha Phật Già Phú Trí Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa vậy đó. Năm cái đệ Lăng Nghiêm mình tụng ở trong đó không phải là kinh Lăng Nghiêm, nó chỉ là năm bài thần chú nằm trong trọn bộ Lăng Nghiêm dày như một cuốn pháp hoa. Và cái kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta nói đó là chúng ta nói tắt, nói cho đủ tên của chữ kinh Lăng Nghiêm là 19 chữ. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái đề kinh, cái tựa kinh 19 chữ. Còn bây giờ mình nói kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Buổi sáng mà lên chùa tụng năm đệ Lăng Nghiêm gọi là tụng Lăng Nghiêm chưa đủ. Cái đó chỉ là năm bài chú ở trong cái bộ Lăng Nghiêm thôi. Thì cái bộ Lăng Nghiêm này á, được một vị tổ mổ bắp thịt, để trong bắp chân của mình rồi đi qua tới Trung Quốc mổ ra dịch. Khi dịch xong rồi, phải nhờ một nhà văn, một ông quan của thời đó, ông giỏi tiếng Tàu, ông là người nhuận văn lại để cho nó đúng với cái câu cú của người Trung Quốc. Quý vị biết một quyển kinh mình ngồi mình tụng đó, quý vị có biết một quyển kinh như vậy phải trải qua bao nhiêu thời kỳ mới thành tựu được một quyển kinh? Phải trải qua hơn 10 việc. Muốn dịch một bản kinh phải trải qua một cái giai đoạn hơn 10 việc để mới thành tựu được cái bản kinh dịch đó. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần cầm cái bản kinh đó lên mà mình phải trân trọng, mình phải quý, và mình phải thấy rằng cả công trình của chư tổ nằm trong này. Tụng như vậy thì tụng hết lòng, tụng chí thành tha thiết mà không dám khinh thường. Hôm nào Pháp Hòa có dịp, Pháp Hòa sẽ kể cho đại chúng quá trình dịch kinh của các tổ, rồi các vị mới thấy cái công đức của người xưa. Cho nên bây giờ mình kinh sách để đầy hết rồi mình coi thường. Nhưng mà thật sự nếu quý vị nghiên cứu và quý vị hiểu được cái công đức dịch kinh của các ngài rồi thì không quyển kinh nào mình dám coi thường, vì cả một quá trình trong đó. Có những hòa thượng Việt Nam mình, quý vị biết không, trong khi mà dịch kinh tiếng Việt cho mình tụng đó, các ngài không dám thở đó, vì sợ thở cái hơi thở hôi của mình đi vào trong kinh. Các ngài ngồi sát cái cửa sổ, nín thở rồi dịch xong tới hồi mà mệt rồi đưa cái hơi mình ra ngoài thở. Không dám thở trong lúc dịch kinh, sợ cái hơi hôi của mình làm ô uế kinh điển. Mình là con cháu mà mình không có trân trọng được, mình có lỗi. Cho cái chuyện mà mình đặt vấn đề là hư cấu hay là sự thật gì đó, thì ở đây Pháp Hòa chỉ nói là các vị nói lên để có tính cách, để chúng ta trân trọng. Quý vị biết cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng đó, của ai dịch không? Của Ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư nhà Đường. Toàn bộ Bát Nhã Ngài dịch là 600 quyển. Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một phần nhỏ tổng kết của 600 quyển đó thôi. Khi mà Ngài dịch 600 quyển kinh rồi đó, Ngài xếp kinh lại, Ngài nói tôi mệt quá rồi, dịch không nổi nữa. Lúc đó ông vua nhà Đường đã tới lại Ngài, xin Ngài tiếp tục dịch kinh. Ngài nói tôi dịch không nổi nữa. Ông năn nỉ tiếp, xin tổ, xin hòa thượng hãy vì chúng con mà dịch cái bộ Đại Bảo Tích. Miễn cưỡng quá, Ngài phải mở ra dịch tiếp. Dịch được có mấy trang xếp kinh lại, tôi đã không còn chút sức nào nữa để dịch. Tổ Ngài Huyền Trang. Cho nên trong sự nghiệp dịch kinh của Ngài Huyền Trang, Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh cuối cùng của đời Ngài. Dịch xong rồi không còn dịch nổi nữa. Và Ngài viên tịch ở tuổi 69. 10 năm học Ấn Độ, 17 năm ròng rã đi về, đi bộ từ Trung Quốc sang Ấn Độ, từ Ấn Độ đi ngược trở về, rồi ở tại Ấn Độ suốt 10 năm để học tiếng Phạn, để trở về Trung Quốc làm một công việc dịch kinh. Và đâu phải mở cuốn kinh ra rồi ngồi dịch đâu, phải trải qua mười mấy cái trường học, mười mấy cái lớp để cuối cùng quyển kinh được hình thành. Thôi hôm nào mình có dịp mình sẽ nói tiếp. Bây giờ câu hỏi cuối cũng không có gì, cũng nó không gì nhưng mà nó cũng liên hệ đời sống của mình đấy, đời sống tín ngưỡng. Khi làm dỗ cho người chết cúng mặn, tại sao người chết có tội trong khi họ làm cũng không ăn, trong khi họ không làm cũng không ăn? Hiểu ý câu hỏi không? Mình nói là thí dụ mình làm đồ mặn để cúng cho người chết thì người ta hay nói là làm vậy là người chết có tội. Thì cái vị này mới hỏi là làm sao người chết có tội được trong khi họ không có làm, không có giết, họ cũng không có ăn, thì làm sao họ có tội? Tội người nào làm người đó chịu. Thật sự ra đó, cái câu nói này, cái vị này luận đúng, nhưng mà một phần. Còn cái phần kế là tại sao phải nói như vậy? Tại sao phải nói mình làm đồ mặn cúng mà người chết lỗi? Vì đầu tiên nhất, ai là cái người khởi điểm để mình làm cúng? Người chết. Thế thì tôi cúng dỗ má tôi, vì má là cái duyên, cái nhân để cho mình khởi xướng ý nghĩ đi cúng. Và bắt đầu cúng là thật tình mà nói là mình khoái gì cúng đấy. Thích cà ri là nấu cà ri, thích chè nấu chè, thích cháo nấu cháo, thích cơm nấu cơm. Chứ người chết có đòi hỏi gì đâu, người chết không hề đưa menu. Và thường thường cúng dỗ là mình thích món gì là mình nấu, mình cúng món đó. Vậy trước hết cúng cho ai ăn? Mình ăn. Nhưng mà nếu mà đi tìm cái nguồn cội, cái nhân để mà có cái pháp cúng dỗ này là do ông bà cha mẹ, vậy thì chúng ta người khởi nguồn thì chúng ta phải nghĩ lại, vì họ mà chúng ta đừng làm để họ có phước. Cho nên nói như vậy để cho chúng ta thương người thân, đừng vì người thân mà làm việc đó. Ở đây không phải làm họ ăn, mà vì họ mình làm cúng. Họ không ăn không làm, nhưng mình vì họ. Cái chỗ đó nói là mình cái duyên để khởi cái điểm đó. Còn dĩ nhiên mình ăn thì mình chịu, mình làm thì mình chịu, chứ người chết dính dáng gì. Nhưng mà họ có cái phần dính là họ là cái điểm khởi. Họ là điểm khởi. Cho nên nếu mà họ là điểm khởi để mình nấu cúng thì mình hãy thương họ, vì điểm khởi này mà làm trọn. Nếu thương họ, thương cho trọn luôn. Làm cái gì lành thiện. Thưa đại chúng, người còn sống mình này, mình vẫn ăn. Người còn sống mình vẫn ăn. Có nhiều khi trong cuộc sống đó, mình nói con vì thầy con mới làm, con vì mẹ con làm. Thì mẹ sẽ nói nếu con vì mẹ con làm việc đó thì con hãy làm mà cho mẹ được trọn. Có nhiều khi mình nói con vì mẹ mà con mới không làm việc đó, ví dụ vậy. Cho nên cuộc sống của mình, nếu mình vì một cái việc gì đó mình làm, thì ở đây chỉ muốn nói rằng chúng ta vì người thân mà chúng ta làm cái điều đó, vì họ là khởi nguồn, thì thôi hãy vì họ mà làm trọn cái lễ đó trong một cái tinh thần thanh tịnh. Cái cúng ở đây không phải là nói vật chất, mà nói đến cái sự thanh khiết. Chữ cúng, nhưng mà cúng, con cúng dỗ nghĩa là mình cúng cái truyền thống văn hóa đó cho mình, cho con cháu, chứ không phải cho người thân. Họ chỉ là cái nguồn để bắt cái nhịp cầu để cho mình tiếp nối với người sau. Người trước bắt nhịp cầu để cho người hiện tại bắt với người sau. Đặc biệt cái chỗ đó. Ông bà mình á, luôn luôn nhắc mình sống có thủy có chung. Thủy là ông bà, chung là về sau là con cháu. Cho nên cái cúng đó không phải cúng ai đâu mà cúng cho mình. Chuẩn bị cái dỗ đó là chuẩn bị cho mình, vì con cháu nó thấy mình làm thì mai mốt nó tiếp tục nó làm. Cho mình càng đơn giản thì con cháu nó càng dễ dàng nó học theo. Còn nếu mình khó khăn thì nó thấy rườm rà nó sẽ buông bỏ. Cho nên thưa đại chúng, cái ý nghĩa rước ông bà trong cái dịp ngày lễ Tết nó cũng không ngoài cái ý đó. Ông bà đâu mà rước, nhưng mà có ông bà nghĩa là anh có nguồn cội. Rước ông bà là anh trở về cội nguồn trong ngày Tết, chứ ông bà ở đâu mà rước. Mà ông bà ở chỗ này anh phải hiểu là truyền thống cội nguồn. Người có biết rước ông bà nghĩa là có biết trở về với nguồn cội, không mất gốc. Rước là rước cái đó. Thôi mình nghĩ hết giờ. Dạ ơi. Cái câu hỏi là tại sao mà Lăng Nghiêm gọi là quốc bảo? Thật sự trong kinh Lăng Nghiêm nó chẳng có gì mà nó liên hệ tới quốc gia chính trị mà người ta cấm, mà bởi vì nó có cái tính cách, cái bộ kinh đó là cái bộ kinh siêu tột mà nhà vua thường quý trọng, cho nên muốn giữ trong đất nước mình chứ không muốn truyền bá. Cũng giống như bây giờ bên Tích Lan á, người ta còn giữ lại một chiếc răng của Phật. Cho nên bây giờ ở nước Tích Lan á, người ta xây một cái viện bảo tàng, một cái ngôi chùa giữ cái chiếc răng Phật rất cẩn thận. Ai muốn đi vô đó là phải đi qua một cái hệ thống, gọi là như là mình đi vô phi trường vậy đó. Và không ai được thấy chiếc răng đó hết, chỉ đi ngang đảnh lễ chứ không ai mà thấy chiếc răng đó. Thì hỏi chiếc răng có gì đâu, nhưng bởi vì đối với họ đó là vật thiêng liêng trên hậu quý. Thì cũng giống như vậy, bộ kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh chứa đựng nghĩa lý sâu màu. Thì đối với các bậc vua chúa ngày xưa, ta cũng có cái phần ích kỷ, ta chỉ muốn nếu cái gì mà là một nó mới quý, cho nên giữ trong đất nước đó thì để làm cái gọi là cái gia sản, cái quốc bảo. Cái gì mà nhiều bản copy thì nó hết quý à. Bây giờ trong xã hội mình cũng vậy thôi. Nếu một bức tranh nào ta vẽ ra, ta vẽ một bức thì cái bức tranh đó mới quý. Còn bức tranh thứ hai ta vẽ thì nó không còn là quý nữa. Thì ngày xưa cái quan niệm người ta là cái gì một mà giữ trong nước mình thì nước mình mới có cái tiếng tăm là giữ được cái quốc bảo đó. Nhưng mà đó là tâm niệm của nhà vua muốn đưa đất nước mình. Nhưng mà tâm niệm người tu thì sao? Muốn truyền bá. Cho nên Ngài mới copy cái kinh Lăng Nghiêm trong một cái bản thứ hai bằng một loại giấy để đưa ra ngoài. Có nhiều khi á, một cái điều hay người ta muốn cho vô đất nước người ta gọi là quốc cấm nữa cũng có. Pháp Hòa nhớ ngày xưa có những vị mà muốn truyền kinh cho mình đọc đó, hồi xưa không có dám đưa, bị bắt chết. Quý vị có đưa bằng cách nào không? Đưa cho mình một cái ống thuốc, rồi mới dở cái giấy mà cái instruction uống thuốc á, kẹp một cái đoạn kinh ở trong đó. Chị uống thuốc đi, dúi trong tay. Nhưng mà thật sự lấy cái chai thuốc đó ra rồi cái người ngoài ta tưởng đưa thuốc, mà thật sự trong đó là những cái lời kinh, những lời sách đó. Nhưng mà đối một nhiều quốc gia người ta không muốn những cái đó phát triển thì người ta, nó trở thành quốc cấm. Rồi có nhiều cái hay mà người ta không muốn cho vô đất nước người ta nữa. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở Houston, lần đầu tiên trong đời là bị cấm không cho đem CD vô nước Mỹ. Cái lần nó đi cái ông Mỹ đó, ông hỏi vô đem cái gì, nói là tôi mang mấy cái dĩa Dharma Talks Lectures. Ông nói tôi không cần biết, nếu Du muốn đi sáng nay là Du không được mang cái vùng này đi theo. Trời đất ơi, Pháp Hòa phải đi ra ngoài kiếm chỗ mà gửi, mà thời may bước ra cửa thì có cái bưu điện nó kế bên. Pháp Hòa mới gửi cái thùng đó ngoài bưu điện nhờ Phật tử ra lấy vô lại. Ông còn dẫn Pháp Hòa vô trong cái chỗ hải quan, ông dặn mấy người đó make sure cái người này trở vô đây không có cái thùng nào hết. Dễ sợ không? Chưa bao giờ mình đi Mỹ mà gặp cái tình trạng là đem một cái gì đi vào mà phạm pháp. Pháp Hòa nói ông muốn kiểm, ông cứ mở ông kiểm, tôi không bán. Những cái dĩa này là dĩa copy bình thường. Không, I don't care, I don't need to see. Nói một tràng thôi. Khi mà trả cái thùng đó lại, Pháp Hòa vừa tức mà vừa khóc mà vừa nói giọng. Nước Mỹ của ông có nhiều thứ nó còn tệ hại mà ông không cấm, còn cái này nó có cái gì đâu mà tệ hại mà ông cấm. Ông nghe thôi chứ có tác dụng gì đâu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ví dụ có những cái lành, có nhiều quốc gia ta không muốn cái đó thì người ta cấm. Vậy thì ngược lại của những quan người ta biết trọng cái đó. Mà ngày xưa cái gì mà một đất nước mà chỉ duy nhất nước đó có thì nước đó được người ta biết nó nhiều, gọi là quý hiếm, có được cái bảo vật đó, phải không? Ví dụ như giờ tài sản thiên nhiên đi, Việt Nam mình mà có vịnh Hạ Long, giờ có ai vô mua nhiêu cũng bán hết tại vì cái đó là cái tài sản của mình. Ở nước Canada Pháp Hòa là có cái thành phố tên là Banff, núi tuyết đẹp lắm, Nhật đòi qua mua với bao nhiêu tỷ, Canada cũng không bán, ham tiền chút mà mất luôn cái đất nước, cái lãnh thổ của mình cũng như vậy thôi. Thôi thì chiều hôm nay mình đến đây mình tạm xong. Thì con cũng xin một lần nữa được cảm ơn thầy trụ trì ở đây cũng như tất cả đại chúng đã đóng góp công sức của mình rất nhiều để hai ngày nay chúng ta được có những cái buổi sinh hoạt Phật Pháp với nhau. Và hy vọng trong thời gian sinh hoạt với quý vị từ hôm qua đến bây giờ, nếu có những cái gì sơ sót, mong trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Xin được kính chúc thầy trụ trì cùng toàn thể đại chúng ở đây thân tâm an lạc và tiếp tục phụng sự Tam Bảo, truyền hoàng Phật Pháp ở tại nơi này. Và chúc quý vị cùng gia đình luôn được an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.